Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà em Hiệp, chủ kênh Tam Giác Mạch. Vâng, cháu chào chú nha. Đấy. Nhà em thì cũng hoàn thiện được hơn 90% rồi. Bây giờ còn đóng mấy cái đồ nội thất trong nhà nữa là xong. Thì hôm nay thì mình với anh Thắng đi lên đây, cùng với anh Sự, anh Sùng nữa. Thì đi lên đây nhưng mà vì cái đường đi vào xe ô tô không vào được nên là mình đã phải đi bộ với đi xe máy vào trong này. Bây giờ em Hiệp đang quay ra đón anh Thắng, thì mình với anh Sùng đi vào trước. Thì lần trước có em ấy có mời mình với anh Thắng bảo là thứ hai này đến dự bữa cơm tân gia nhà mới ấy. Thì chắc là thứ hai này anh Thắng mình bận không lên được, nên là hôm nay là mình với anh Thắng đã quyết định đi lên sớm. Bởi vì tranh thủ thứ bảy chủ nhật anh Thắng được nghỉ thì hai anh em lên. Bây giờ mình sẽ đi vào trong quay cho mọi người xem nhé. Đây, đây là bếp của nhà em Hiệp nhé, khu vực bếp. Bên này là nhà tắm, nhà vệ sinh. Bên này mấy anh thợ vẫn đang lắp qua cái tủ bếp. Ai có nhu cầu thì cứ liên hệ này. Anh ở đâu anh? Anh ở ngoài huyện à? Anh trai của Hiệp à? Trước em làm mộc mà cũng đi lắp tủ bếp này nhiều đấy. Nhưng mà bây giờ em bỏ rồi. Nghỉ quá. Đây là thông đá chứ nhỉ anh nhỉ? Thông đá. Ừ. Đấy. Nhìn gái là biết ngay. Đây là toàn bộ phòng khách của nhà em. Bên này là có một phòng ngủ này. Bên kia này, đấy, có hai phòng. Đây cái sập bằng lim. Dày phải 20 phân. Mấy anh Mộc cũng đang hoàn thiện đốt cái nẹp khuôn cửa. Đây bộ bàn ghế bằng lim này. Bộ bàn ghế 6 món. Kéo lên. Mới chào bác à? Hả? Chào chưa? Ê, chào bác Thắng nhiều. Còn anh ăn sáng thì tráng kim rồi mà. Xin bác đi lên. Còn mấy đứa lên thì lúc 5 giờ. Đấy, bây giờ Hiệp đang nấu cơm thì mình với anh Sự đi xuống thăm cái nhà sàn cũ của em Hiệp ấy. Thì lần trước là cũng quen em ấy lâu rồi, anh em quen nhau được gần 2 năm rồi. Nhưng mà chưa có dịp vào cái nhà sàn của em. Bây giờ mình với anh Sự sẽ đi vào trong này tham quan một tí. Ở đây rộng nhỉ anh Sự nhỉ? Quá rộng luôn, mà đẹp. Trên này là nhà anh trai của Hiệp. Ui, đây có cây chanh sai chưa? Đấy, cây chanh vàng. Sai cong hết cả cành. Rồi, anh Sư ơi. Anh Sư. Diễn viên điện giật chào khán giả nhé. Cái chanh sai thật. Anh nhìn này. Thưa các bạn. Vâng, cháu chào cô nhá. Cô đang làm gì đấy ạ? Đang làm cám cho vật nuôi ăn à. Đấy, đây là nhà sàn của em Hiệp. À, cô đang nấu cám lợn à? Thế tôi vẫn ngủ đây nhá. Có mà, còn có vật nuôi. Đây là ngô này. Ngô này nấu rượu à cô? Ngô này nấu rượu à cô? Vâng, hôm qua đang cất này. Mình làm men lá này.
Men lá. Vâng. Men lá nhà mình tự làm đây. Cháu cũng quen Hiệp lâu rồi nhưng mà trước cái nhà sàn này cháu chưa được lên. Hôm nay là có dịp sang. À men men đây. Đây. Men nhà mình đây. Men lá luôn đấy ạ. Đây, mình khăn nặn đây. Ơ nhẹ mà nhỉ? Nhẹ mà, nó nhẹ thế này mình nấu rượu nó mới có mấy được rượu chứ. Nhẹ như xốp ấy. Yeah. Cái này một quả là được một nồi rượu. Không được đâu. Mấy quả được một nồi này? À 8 quả mới được 100 bơ. À. Men này mới chất lượng này. Đấy, rượu men là nhà chuẩn mình không bị đau đầu đấy. Toàn là những cây mà mình nên dùng làm thuốc ấy. Đấy, thì mình mới nhặt là... mình mới trộn vào mình mới làm ra nữa. Đây là nhà sàn của em Hiệp mà lần trước. Bây giờ thì ông bà vẫn ở đây chứ nhỉ? Cô chú vẫn ở đây chứ? Một mình cô ở đây trong nhà. Thế sau này làm cái nhà mới kia thì có dỡ cái nhà này đi không cô? Có mà. Sau này có điều kiện thì vài năm nữa mình làm được chuồng trại ở trên đấy thì sẵn có ở chuồng trại thì mới dỡ cái này lên xong rồi lại sang cái nền này để làm được. Ngày xưa là bếp hay đun ở đây đúng không? Vâng. Phong tục của mình hay đun bếp của mình là đun bếp ở trong nhà. Đun bếp trung tâm luôn. Dưới nhà luôn. Về sau thì bảo là làm cái này nó khói bụi quá cả cái nhà đen xì hết thì lại chuyển cái làm cái bếp để bên kia thì bây giờ bếp lò bên cây các thứ nấu nướng ở bên kia hết. Cái này thì ngủ vào đây thì. Cái này hôm nay thì tối có khách vẫn về đây ngủ tốt. Thoải mái mà. Thôi bây giờ cháu xin phép cháu đi lên trên đây đi. Vâng. Vâng. Cô lên trên đấy luôn. Có mà làm việc xong mới lên trên đấy. Rồi tí cô lên để ăn cơm chứ. Rồi ta nghiền rau lợi xong là nghiền cái rau bá ngô này xong lên. Cháu lợi ăn xong lên. Rộng nha. Chắc cô chắc nuôi được nhiều đi lắm. Đi đường tắt này có đường lên không cô nhỉ? Có. À không, mình cứ đi đường này đi. Đi đường vòng thôi nhỉ. Này cho nó sạch. Cơm đi. Nếp là nếp nương. À nếp nương à? Nếp nương mẹ em thì trồng trên nướng. Hạt nó tròn vo nhỉ? Đấy. Cái gạo nếp thành phố mình vo nó không đục như này thôi ạ. Nó cái nước của nó không đục như này đâu. Nước này mà mình rửa mặt hoặc là mình làm gì nhỉ? Thường họ lấy nước vo gạo để làm gì nhỉ? Rửa mặt này. Làm đẹp đấy. Làm đẹp. Chị em phụ nữ nó hay dùng đấy. Gạo luộc vào đây à? Dạ, à. Dùng. Mùa đông này luộc thì nó nguội lắm. Tí mình bày ra xong nó nguội rồi. Thịt bò. Sao thịt bò? Thịt bò với cả... súp lơ. Tủ bếp này vừa lắp xong, mai dọn dẹp nghe được rồi. Mai ok hết rồi nhỉ. Xong xuôi được. Trọng người. Trọng nhiều tóc bạc quá nhỉ? Em bạc nhỏ rồi anh ạ. Keo gen rồi. Do cái máu rồi. Thế Trọng là anh em gì bây giờ? Trọng thì không anh em gì với em hết. Tức nghĩa là anh trai của em là đi thịt lợn và chơi với bố Trọng. À, sau đấy chứ không phải là anh em trong gia đình đâu phải không? Không phải, cũng không họ hàng đâu rồi. À. Xong thì bọn em phải quen nhau thế là nó học xong thì đi làm cùng em luôn. Nói chung là em là đam mê độ xe nhưng mà đam mê lớn hơn là làm YouTube nên là đi làm cùng em luôn. Nói chung là vẫn anh em vẫn có chung cùng ý tưởng nhỉ? Yeah. Chứ là cũng như làm xe đấy. À, đây chùm rượu này. Không biết là có rượu không nhưng mà vào vừa mua đấy. Chưa có. À, người trở về bán đấy. Trở về ba cái là vừa kia một cái rồi. Hôm nay anh với anh Thắng ấy. Gặp á? Ờ, gặp một đường rồi. Mà là chắc là trở về nhà, cho nhà Hiệp rồi. Đấy, đây là toàn bộ khung cảnh ngôi nhà em Hiệp đây. Có hai cửa đi ra vào. Hai phòng ngủ. Cái bên kia là phòng bếp. Nhà vệ sinh, nhà tắm ở bên ngoài. Nhà rất là rộng. Tân Dị. Dạ. Ui, cũng được hết nhưng mà thôi.
Ở đây điện vẫn yếu á? Ờ nhờ. Nấu cơm lâu lắm rồi mà nhờ. Mà em không có kỹ năng nấu sôi. Hình như là em cho nước nguội vào. Cái bên kiểu trên của nó chị... phải cho nước sôi vào chứ. Đúng rồi. Nhờ, cứ ủ tí cho nó khắc chín vào. Để trong khoảng 1-2 tiếng kiểu gì chả chín đúng không? Kiểu gì chả chín. Anh Thắng, anh Sư ơi. Anh Thắng. Anh Sư ơi. Anh Thắng ơi. Nó mỏ. Trên này, trên mình là cứ phải vừa cơm vừa lẩu nha. Ừ, đúng trong rồi. Cơm anh... Không, cũng tùy thôi, nhiều bạn. Thì ai ăn thì sới được mà, không cần phải sới ra đâu. Thì ai ăn thì sới ra được. Anh em mình cả mà, có ai đâu mà. Đâu nhỉ? Đây là... Men lá hết rồi. Đây rượu men lá. Mẹ anh đi xuống, anh đi xuống nhìn thấy mẹ đang nấu mà, đang ủ men ấy. Rượu tiếp khách với lễ Tết thì là nhà em tự cất hết. Còn rượu bán thì nếu mà mình tự cất thì không cung cấp kịp ấy, nên là mình phải men nước ngọt. Có hai loại rượu, nước ngọt thì rẻ hơn tí. Bình thường men lá này trên này bán bao tiền? Men lá trên em tùy thôi. Một lít. Nói chung là nó không có một cái con số cụ thể. Nó có tùy vào cái số ngày mà mình ủ men ấy. Nên là không có một cái giá nào để công khai được cả. Nói chung là rượu mình phải để lâu đúng không? Là giá nó mới cao. Lâu thì càng thơm. Ngon thì chắc chắn rượu là không ngon rồi. Uống rượu vào chỉ có buồn nôn thôi đúng không? Còn có hai anh đang lắp đèn nữa. Vâng. Em thì đang sang ngày mới chưa được ạ. Đang kiến tạo anh. Mình sang năm mới tổ chức à? Là nào ấy? Nếu mà ấy thì ra Tết tính anh ạ. Bây giờ cứ phải Tết đã. Cứ tính Tết đã, đúng không? Đấy, loại là sang năm nhưng mà chưa biết năm này. Chuyên gia là bán lợn rồi thì không có mặt ở nhà đâu, tối thì anh mới về. Anh ngồi đây. Ngồi trên đi. Chú ngồi trên, anh ngồi dưới. Bây giờ cứ ngồi tròn là được. Nhờ, tiếp nhờ. Em ơi, Trung ơi. Anh Trung ơi. Đây, con ngồi ăn cơm nhà em Hiệp nhá. Chúc mừng em thôi. Ký sẽ uống riêng 5 chén đầy xong. Không phải. Từ từ đã, để mình lấy lau đã. Rồi rồi, hất tí ăn cho nó mát. Cái này là dân tộc ấy. Chuẩn bà luôn. Anh Thắng được trải nghiệm dân tộc ở nhà. Nhà anh vẫn còn dùng mà. Ông
thằng này chết rồi, ngồi chết. Cái rổ ra đi. Rổ thứ cá ra đi. Anh Trung với cả anh Trung sẽ ngồi ra đi cho. Lại chạm rồi. Không, đâu ở đây. Cho riêng á.